vai cô chú đi con. Xin chào cô chú. Bye bye cô chú như giờ xin chào cái gì? Vô. Húp một miếng thôi nha. Ừ, ghê quá nhỉ. Thật là mặn mà. Ok. Như vậy là tôi đẹp chưa? Đẹp luôn. Bạn nhìn tôi coi thấy mụn tôi không? Hai tôi mụn quá. Ủa sao này mụn quá. Nè bạn. Quay luôn rồi hả? Ừ. Ok bạn, hello. Quên nữa. Loan. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Về nha. Thôi vậy hả? Mẹ mày hỏi cái đầu mày bị gì đó dở vậy? Tao nói mày làm á. Trời ơi. Tao thì bả nhuộm tóc về bả không biết cái đầu mày bị gì đỏ đỏ vậy. Để trời đánh. Bị điên lắm á. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay theo yêu cầu thì tụi tôi sẽ thực hiện video ăn khuya. Hôm nay tụi tôi sẽ ăn ốc gai. Bây giờ đã luộc chín rồi, hay là đổ ra cái mâm ăn đi. Ừ, tắt bếp. Sao cũng được. Rồi bạn cầm này đi, mới tắm phải không? Mới làm về mà. Tắm chưa? Tắm rồi má. Rồi nè. Từ rồi, nha. Bạn đứng dậy đi. Má mà mày hất vô một cái là về luôn á. Khui ha. Khui tay ha. Đâu móng tay đâu à, tờ móng tay đâu. Khui bia được, khui nhận được. Ấy à. Rồi. Vô. Sao mày do mày cái ly khác tao mới vậy? Tao ly nước mía. Wow, ê xá xị này ngon nè. Ai mùi ai thơm. Xá xị hương gì vậy? Hương bí đao hay gì? Hương gì? Nói chung là hương xá xị được. Vô. 2, 3, uống. Thơm mùi nhang của ông Phú. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thưởng thức cái buổi tiệc là ốc gai luộc nước dừa xả ớt. Đã không? Mấy nay uống nước ngọt mập lúc luôn. Ăn đi. Ăn cái mày. Ghê. Yeah. Ăn đi. Ốc này không phải là về nó sạch được vậy đâu. Mình phải làm từng chi tiết ốc nữa gai các bạn. Hả? Ừ. Sao bữa tao thấy mời gai. Các bạn ăn nha. Ai bán ốc nó chỉ ra dữ lắm mà. Ốc đó gai chắc gai nhiệt đới thôi. Thiệt á. Mời bạn ngồi đây nha. Mời mấy bạn nha. Mình có mời á. Bữa mình cũng có mời nữa mà ai vô nó mình không có mời. Thôi mày ăn đại đi, mày khỏi mời ai đó. Tao biết mày xưng danh chị đại rồi. Kỳ quá à. Nước mắm gì được không mày? Được. Nãy giờ niêm hoài không được, giờ thấy ăn được rồi đó. Sai rồi đó. Ốc này ngon không? Ngon. Đừng giòn ha. Ừ. Có loại nó chẻ gai ra thiệt nữa. Thiệt mà, bữa tao thấy ai bán á. Còn cái loại này là cái loại mà cái con khổng lồ á. Cái con khổng lồ ta hay ăn á. Sao có mấy con đệ đây khác vậy? Đó ốc nhung phiến mãi tặng tao. Ngon không? Phải chiều bán tao mấy con ốc chết. Tặng tao mấy con nhung. Má sao không nại ốc ra, không nại được cái mặt ra luôn má. Nè con này nè. Nó dụ mày rồi. Con này nè. Nè nè có hả? Vậy là con này chết hay gì vậy? Má tao nại không được. Nè cái này là con ốc nhung nha. Má ơi con ốc nhung nó cứng dữ vậy. Sao cứng dữ vậy? Trời ơi. Ôi. Ủa. Nhìn này gì? Tao con phúc mà. Đâu. Này có người đứt tao mà. Vô. Hai con ốc nhung. One, two, three, vô. 10 giờ đêm mà hai đứa không dám la làng. Ngon. Được. Cái chén nước mắm này có một sự tích là hồi nãy sắc một trái ớt sừng rồi không cay. Cái sừng đâu cay, nó nằm cay nhẹ nhẹ. Cái sắc thêm gần 20 trái ớt hiểm vô nữa giờ nó cay quá. Mua ốc này xem bị bà bán ốc quýnh à. Sao vậy? Mua từ 3 ngày trước rồi. Bà kêu chiều có, cái chiều ra, cái trễ bà bán hết. Cái bà kêu sáng ra, cái sáng không ra, chiều ra, cái hết. Cái bà dặn ngày mai mày không ra nữa là tao không bán cho mày. Cái thấy không ra, cái bà nói trời này bà không để cho tao nữa, cái chiều tao ra. Cũng còn.
là nay bà ế là mà bà thấy người gặp bà phải mừng, tại vì bà đang ế. Tao gà sớm quá chứ chút xíu mấy cái ông mà bán ốc 30.000 dĩa á, rồi ông sẽ lại lấy hết à. Dạ hả? Ở đâu bà này bán đâu? Bà này bán ngay chỗ chợ Mỹ Tho, đầu khúc đầu vô luôn á, rồi mới tới mấy bà tôm mực đằng kia. Nhưng mà chỉ có một mình bà bán ốc gai à, bà bán ăn được hên xui, bữa cát không à, còn bữa mình mập mập. Nãy tao là ốc này tao luộc rồi tao ăn chung miếng ớt cay đó, thấy không? Ốc này tao trụng sơ cho nó tróc mài ra, tao mới rửa cát ra, xong rồi tao mới để lên nước dừa tao lại. Con nào chết tao hỏi dục, nãy dục cỡ gần 20 con mày. Má rồi, ai bắn cái nhà tao hay gì á? Trong mấy, mấy anh bán chim bên giường bển á. Dạ hả? Bán chim bán sóc gì á. Giờ này còn bán chim. Tiên ơi, ai bắn lóc nhà mày? Mới bập bập đó mày không nghe hả? Mày điếc hả? Giờ nó mắc nói chuyện với ghệ rồi. Mày ra mày gần coi thằng nào ghét mày kìa. Ê mày, nhà mình sắp giải tỏa, mẹ tao tính cưới vợ cho nó. Giải tỏa chưa? Tới bên này rồi, tới bên lỗ đất rồi này gì? Thiệt hả? Ừ. Nó không biết đi đâu ở luôn. Kỳ vậy, hoài vậy. Rồi thôi, bên lỗ đất còn sao nó vô đền bù rồi hả? 3 tỷ 3 công. Chưa tính tiền cây, mới tính tiền đất. Mà đất nó đất mặt tiền hay đất vườn giống đất mình? Đất vườn mình á. Mà 3 tỷ 3 hả? Ừ. Ghê vậy, 3 tỷ 3 dữ rồi. Đất Đạo Hạnh á, không biết tới mình là thành quyện rồi, nó không biết có được cái giá đó không. Ừ. Nó là của thành phố. Mà tao kêu vợ có nhà có cửa cứ vợ chồng tiên đi. Để mốt ra nhà trọ ở. Mốt đi nhà trọ ở rồi sao có nhà đâu mà cứ vợ. Cưới chưa? Ai chịu cưới nó chưa? Vợ bữa đi đám hỏi á, với cô Ly á. Ừ. Tao làm mai. Em hỏi ai với cô Ly? Em hỏi thằng Tính đó chứ ông nội. Ủa vậy hả? Ừ. Làm mai ai nữa? Tiên hết bây giờ rồi mấy bạn ơi. Làm mai hai. Ủa, em nó đang nói chuyện với gì vậy? Chồng mà con làm mai gì? Cưới nhỏ khác. Dạ. Ừ. Đây vậy chị. À. Cưới nhỏ khác. Gì hả? Cài quá má. Mày ăn miếng ớt xanh vô nha. Nồng nồng ngon á. Nãy giờ muốn xì khó cái lỗ tai rồi nè. Cũng mắc mà quá chứ. Ừ. Ê, bấm máy đi để hồi. Nó không lù hả? Không lù cho hai đứa khóc ré. Chạy ra mua 2 ký khác về làm ăn lại chứ gì. Bà thấy tao bà sợ lắm rồi. Bà nói giờ bà thấy tao bà sợ lắm rồi. Bà cũng dễ thương á. Ừ. Mà sổ quyết cho bà bán tươi lắm. 180 ký à. Ừ. Ừ, nhưng mà nó không có chết, chiều nào bà cũng lấy hàng mới lên đó. Sầu huyết mày ăn sống sống được không gì? Không. Mày đúng mẹ lâu không? Phải chín mới được. Phải chín mới được. Sống sống nó còn mập mập mới ngon chứ, không lẽ mày để teo héo mày ăn? Thì cũng phải vừa chín tới chứ, chứ teo héo gì. Ừ. Nhưng mà là đừng có còn máu động nữa, phải chín luôn. Con ốc tròn mọng nước. Con ốc này ăn 2-3 lần rồi nè. Bởi vậy mới mua ăn á. Ngon bộ. Được ha. Ngon. Cũng lên 50.000 ký cũng rẻ bộ. Đúng không? Ừ. Mua nhiêu đây là có 100.000 bỏ hết 20-30 con đi. Mà mày ra ngoài tiệm ăn dĩa 50-30.000 chắc được 15 con quá. Cỡ 15 con không ta? Ai biết, nhúm túm hụm mà má ơi. Ừ thì 30-40.000 á. Ốc dĩa hè á. Ừ. Ốc vuông chắc được 3-4 con. Nhưng mà mấy cái quán đó người ta làm ngon lắm mày. Cháy tỏi rồi lên ha. Cháy tỏi, bơ rồi thơm mít mũi luôn. Mình mốt có dịp đi Bình Đại mà ốc mở đi về làm ăn. Nhưng mình còn đi Vũng Tàu nữa mà nói gì. Có đi không? Đi lẹ. Đi rồi không đi được rồi. Thì cũng đi thôi mình đi. Tại vì tháng 2 chị cũng có nghỉ một ngày, tính là ngày thứ bảy chủ nhật là đi với mình á. Ừ, rồi thôi. Bữa đó tao đi đám cưới. Những ngày bữa mình đi đám cưới hả? Đúng rồi. Đám cưới ai vậy? Đám cưới ông thầy bạn đâu nào? Chị Long An gì hả? Không lẽ giờ không đi đám cưới không nào? Bữa nói hả? Ừ. Gì tới đó dữ vậy? Chị nghỉ ngay ngày 12 tháng 3
là ngày thứ bảy á. Ừ. Còn chủ nhật là đám cưới á. Tháng 3 lần hả? Ừ. Là còn tới 1 tháng nữa luôn rồi. Ừ. Rồi sao mày biết đám cưới sớm vậy? Mời thiệp để trong nhà rồi kìa. Gì còn 1 tháng nữa mà mời thiệp rồi má. Mời thiệp để trong nhà cháu mời nay cắt tầng rồi đó. Trời trời, nay mới chưa hết tháng giêng nữa ông nội, mà tháng 3 đám cưới, 13 tây tháng 3. Ừ. Đám cưới mà nay mới chưa hết tháng giêng mà rồi còn nhận nguyên hai thiệp rồi đó chị. Một cái thiệp là ngày 13 tháng 3, một cái thiệp là ngày 26 tháng 3 đó. Chị trời. Rồi dưới đây dưới lộ này đám hỏi nữa nè. Hỏi ai? Con chị Diễm đó. Chị Diễm ba nào? Diễm tao đó. Bà Diễm chở bia đó. Ờ đâu đâu liên quan với tao. Nhưng mà nhà tao đi. Tháng này nhà tao đi 4 cái đám. Chủ nhật này tao đi cái đám. Bởi vì tao nói hết dịch các cưới hỏi liên tục. Đúng rồi. Trời ơi. Biết chừng nào tới tao với mày đi. Chùm qua hỏi ra rồi đi. Tao mệt mỏi chùm qua lá hẹ này quá. Bỏ vỏ ốc vô đây luôn không? Đây tại sao? Hỏi vô đi để ngồi cho thấy tao ăn nhiều. Chắc chút mà ăn xong rồi cũng phải bàn chuyện tính chuyện lấy chồng. Tại nay mình với Nhi cũng lớn tuổi rồi. Không, mày tính mình mày đi. Còn nha. Nhà còn cửa đây lấy chồng rồi vô cho nhà trai đồ thấy hoành tráng chút để mốt ở túp lều sụp sệ. Không có chỗ ngồi. Không có nhà trọ thì đã đám cưới ở nhà hàng. Rồi bà già chồng mới vô á, cái bà không bước vô nhà luôn. Cái nhà mày giống như cái chuồng heo sụp sệ quá, không bước vô. Tại mới coi trên clip hồi nãy, trên clip với người ta vậy á. Bà kêu nhỏ đó, nhỏ cổng bà vô nhà. Chê nhà như chuồng heo vậy, bước vô vô chân bà. Cũng được quá chứ, ăn cũng bắt miệng quá chứ. Hết luôn mày. Hết luôn. Mấy con quỷ này nãy giờ ăn được có hai con mà chứ mấy con này nó thục lâu mút chổng rồi. Đi Vũng Tàu ra bãi sao rồi nhái á. Bãi đó mới bắt ốc mỡ với bạch tuộc. Vậy hả? Nó tự nước thủy chiều lên nó lên theo luôn. Vậy hả? Biết đâu. Mà cách Vũng Tàu cách mấy mét. Ủa giờ tới tháng 3 mình mới đi hả? Cái gì tháng 3 mình mới đi? Mình biết mà. Chừng nào đi? Tháng sau đi vừa. Hôm nay dưới là hai mấy rồi phải không? Lần qua tháng 2 dưới mình đi á. Nay 21 rồi. 21, 22 gì á biết. Vậy vài bữa nữa cho bớt ba cái đám cưới. Tới đó là chắc đi chắc chưa đám cưới đâu. Chưa đi đám cưới đâu. Tới hai mấy ngày mẹ tao đi đám của cu Ly. Rồi về chắc mình đi. Qua tháng gì đám mình đi. Đám cu Ly là chừng nào? Hả? Cu Ly là 25. 25 tới nãy hả? Ừ. Ngày 21 á. Ừ. Ủa mời mẹ tao không ta? Chắc không mà, tại em hỏi mà. Ừ. Em hỏi đi qua liền, hụt vô mẹ mút cho mà. Đi qua đàn gái. Còn cái đám hỏi dưới đây là đàn gái nên nó mới mời thiệp. Ừ. Mới sinh năm. Chắc nó sinh năm 99 quá à. 99 2000 quá à. Mặt của chồng rồi. Ghê ớt hiểm ở đây nè. Cay động trời luôn á. Hồi nãy đi ra Hải Hạnh xem nữa té dưới mưa rồi. Không thấy đường, nước ngập á. Xong té dưới. Té dưới là kêu không ai nghe luôn á. Ừ. Thằng Tiên thì gầy đầu vô điện thoại. Mẹ tao thì ngủ, cha tao coi truyền hình. Gần gần luôn. Sáng lên thấy nổi lên bệt. Sáng chưa nổi đâu. Cái bương mà sáng nó mới cạn. Ghê thiệt. Hổng về nghe quá trời vụ chết trôi luôn nghe không. Ừ. Ừ. Nãy rồi về. Cay cái mỏ quá ngưng ăn chút đi. Bạn ăn đi. Nãy bạn về bạn bị gì? Nãy rồi về qua cầu Lũng Hòa một xíu. Sao? Cay à. Chạy xe tao hay nhìn vô kính hậu á má. Thấy bóng đèn sao? Ừ, tao nhìn thấy bóng đèn sao cái gì má. Thấy bóng đèn tao chạy sao? Không. Ừ. Là vậy như đèn đường á, nó dạ vô. Tao thấy có chiếc xe chạy sao. Ừ. Mà không có mở đèn má. Rồi. Giống hồi bữa mình gặp biến thái luôn. Ừ, má mà hên là mắt còn đuôi mà mờ, còn thấy đường má, mắt mà đuôi luôn chắc. Là nó lên ăn bạn luôn rồi. Cái tao thấy vậy rồi, tao nói rồi, tới một chuyện rồi.
cái chạy lẹ lên, tại ngoài trước có 3-4 chiếc xe chạy trước á, chạy chung luôn, ta chạy lên chạy chung với người ta mà tao chạy chưa giết kịp người ta nữa má. Con ốc bông nè, tự không đâu nó đề ba lên tới cái nó gần tới tao nó xịt đèn vô má, thì giống hồi bữa đó má, tao hết hồn luôn, tao hú hồn chim mén tao luôn mày, đề ra lên tao chạy quá chứ tao chạy luôn. Rồi nó có chạy theo không? Thì tao chạy lên, tao chạy chung với mấy đứa đó đó, mấy đứa chạy trên á, xong rồi cái nó chạy qua mặt, nó chạy một cái dù luôn, cái trang dưa hồng bữa luôn á, mà là không biết vụ gì. Này là ốc mỡ nè, ốc bông. Y chang vụ mà hai đứa mình nó chạy gần tới nó mới xịt đèn vô đít mình á. Có khi nào mày gặp thằng đó không trời? Không, có một chuyện ghê quá. Bởi vậy gái nó điên mình ban đêm sợ không mấy bạn? Bởi vậy tao nói rồi, mình chúa sợ luôn á. Một là mình về sớm, còn hai là mình đừng có về 7-8 giờ, còn hai là thôi đi luôn tới sáng về rồi đỡ nguy hiểm. Ừ, đúng không? Hồi đó sao tao đi chơi 1-2 giờ phi về tới an ninh đừng nói tới luôn nha. Mà bây giờ á 8 giờ là tao không ra được. Ôi hay gì nè, nó thôi thôi bỏ đi mày. Ờ má, ông chắc mày ngãi tao. Em ba mày ginh mấy con hôi hôi này ra cho bà bán hết nha. Lỗ mũi tao ngãi tao hửi quá nó mắc mùi luôn rồi nè. Ông má hà Covid nhập mày tới không quỷ cái. Không có. Bố tao xuống đây đang cho lây mày hay gì. Không có bị Covid. Nhiều khi bị rồi không biết á. Chứ bị Covid ngày nãy rồi ăn nước mắm ngon quá, cay quá rồi ha. Uống nước ngọt có ra rồi đã. Nói chứ bị mày cũng mệt trong người lắm chứ sao không biết được. Tao không thấy mệt trong người lắm. Cơ thể mày cũng phải có một chút gì đó gọi là khác lạ chứ. Hoặc là thấy ê mình đây mày. Ê mình đây mày không phải đâu má. Tại vì tao đi chạy bộ với chị rồi. Bà xuống nào? Chạy hôm qua. Nay Vũng Tàu vắng rồi đó. Mình chuẩn bị hành trang lên đường được ạ. Chỉ mà đi không được, chắc mình đi 2 ngày. Rồi cuối cùng ai đi với ai ta? Tao với anh Tuyên, mày với anh đi bắp. Ủa, về chồng với mập cũng đi ha. Không có tiền cũng đi mày. Chồng mà con đi làm. Nghe trúng gì à? Cay. Hai đứa làm rút rẻ thiệt chứ. Má ăn tối nay nặng bụng khó ngủ luôn quá. Cái này là bảo đảm ngày mai bạn ông Tàu kêu bạn gấp. Không sao đâu, tao bị bón mấy nay. Là ông mốt mà giải tỏ rồi mình xa nhau rồi có ngồi đây ăn được không trời. Ê mình mua đồ qua nhà bạn ăn gì? Ở luôn sáng về không, mình kiếm miếng đất nào gần gần nhau mình mua chung với nhau đi cũng được. Chắc buồn lắm ha ta. Nghĩ tới cảnh đó chắc buồn lắm. Đang yên ở. Ủa là ông ngoại là người ta làm sao? Là người ta đang đền bù tiền để cho mình kiếm chỗ mình về đi á hả? Ta đang đền bù tới khúc bên Long Hòa rồi. Ghê vậy trời. Là người ta chịu rồi đó. Ta chịu giá đó rồi đó. Không biết tới mình thì nó có được giá đó hay không thôi. Nếu như mà cái đường này nó không làm là cái đường bên Long An nó cũng làm về đây luôn. Mình sợ đường bên Long An đền bù không được như đó. Vậy là nó nằm trong 2-3 dự án luôn hả? Cháu đây nè. Giờ chết là không chôn được á. Cái nhà mới làm chẳng nguy cơ nhà ở nào? Được 5-2 năm. Cái bên giường mày đó có cái nhà nóc thái mới làm á. Bự lắm. 80 năm mà tới chưa lên chảy. Đất mình mà không biết gì không chưa. Không biết gì á. Trồng gì tao cũng biết. Chán ghê. Năm 12 tháng có lên tới đâu biết. Sáng mở mắt ra cái đi rồi tối thì tối hôi mới về biết về má. Bạn không biết trồng vườn đi. Một tháng là thu nhập từ 10 đến 15 triệu. Nó khỏe cái cuộc đời, vừa túi đồ vừa tập thể dục nữa. Mẹ đất chuẩn bị giải tỏ hết rồi lấy quần què về trồng vườn má. Cái cặp đất á. Nhờ tranh thủ á. Tưới đồ lên cho nó ướt hết đều qua không rồi cái ra cáp cào vô hộp để sẵn. Mốt đi đâu có đất được phù sai bờ sông được vậy đúng không? Cuốn đồng ruộng nó khô cằn, nứt nẻ.
ghê quá. Thằng Tiên là nó được cái miệng khùng khùng điên điên mà được miệng gì vô duyên thì chết. Thì nó nói chuyện mà vô duyên, mà nó nói chuyện với mấy nhỏ nó không có vô duyên. Không, tao nghe cũng vô duyên lắm nha. Mấy nhỏ đó chắc cũng vô duyên hàng xào quá mới nghe. Mày ta cưới về đây không biết làm gì nữa trời. Phải có con vợ đi làm công ty mới được, còn nuôi nó chứ không làm công ty cũng có nuôi nó được. Cứ về đây gặp hai cái mỏ của tao với mày chắc trả về nơi ở sức sớm quá. Xuống trời ở mày, tao xuống trời ở nhường nhà này cho vợ chồng nó ở. Ghê vậy. Ừ. Và mỗi lần tao kiếm mày là tao sẽ băng sẹt qua cái nhà này đúng không? Tao đi thẳng với tao kiếm mày. Đi thẳng xuống nhà trời kiếm tao biết sao không? Đi vô đây làm gì? Mắt công thấy, mắt công chửi hả? Thấy đứa làm biếng, đứa nằm giật nằm dựa, hai đứa đó rồi nhìn tức im. Xuống trời tao là có ăn à, khỏi đi thẳng vô đây. Để cô với ông Mỹ thôi. Không biết hết. Tao xuống dưới cho khỏe, tao ở với ma dưới cho cũng được, tao cũng chịu. Nghiệp quá, thôi lên hàng tư tao ở kìa má ơi. Hàng tư mày ở không gặp ma dữ nữa. Điên. Thôi vô phòng tao. Được. Chứ chấp tao đi. Ok. Tao nuôi kiếm sống qua ngày. Ít gì mình ngày mình cũng được ba bữa ăn chứ. Vài bữa không tẩy màu này ra màu khác rồi. Màu này giờ nó ra màu cam à. Tao còn đỏ mà. Cam cam à. Thì ba bớt. Giờ mình gọi đầu thường quá. Giờ mình làm ra màu gì cho nó đẹp ta. Ai biết mày. Xanh lá không? Xanh lá được không? Sợ để nó bay quá. Ra bớt hay. Ừ, sợ nó sơ tóc quá. Có gì đâu sơ, sơ dịu xả luôn. Hôm nay nó gọi đầu quá, nó cũng hơi sơ. Trời, nãy giờ tao ăn một nồi dữ rồi mày. Ừ. Tao ăn nhiều dữ. Chết chào rồi, nãy giờ hai đứa ăn dữ à. Nãy giờ ai ăn vậy bà nội? Tối nay chắc khỏi ngủ luôn á. Nó nãy giờ ai về đây nhập vô ăn dữ à. Còn nước ngọt dữ à, uống hết không? Không, tao ít uống á. Vậy nãy tao khui lon thôi. Mình làm màu dữ mà, có sao đâu. Một lon nước ngọt này là 140 mấy calo. Ăn thêm ốc này nữa. Tối nay phải nhảy dựng dựng trên giường mới ốm nổi chứ không là mập lắm. Chạy bộ 2 ngày mà sổ đùi ghê. Chiều bữa nay không chạy luôn hả? Giờ là tại chiều bữa nay không chạy. Chiều bữa nay bà đùi cũng xuống hết hả? Không, tụi này không có chiều rồi tao đi mình. Ờ. Cái chiều rồi ốm hoài trời. Quá ngon. Tối nay hai đứa ăn tâm sự nói chuyện qua lại vậy không mà. Nếu các bạn thấy cuộc trò chuyện ngày hôm nay thú vị thì đừng quên để lại một like nha. Không thú vị lắm. Thì cũng like. Hơi nhạt nhẽo. Cũng like cho mình nha. Hấp miếng nước mắm vô cho mặn. Nếu như cuộc đời quá nhạt nhẽo thì hãy uống một miếng nước mắm đi. Uống một miếng đi mà. Lấy cái muỗng. Cái muỗng đâu rồi? Đó. Ở muỗng đây nè, tao lắp lại rồi. Thôi để tao lấy cái da. Hấp vô. Hấp một miếng thôi nha. Ừ, ghê quá nhì. Má. Thật là mặn mà. Mặn chưa? Mặn chát. Rồi, mặn rồi đó má. Nãy giờ hơi nhạt, giờ mặn rồi đó. Xin lỗi các bạn, nãy giờ tụi mình lo ăn không à. Bây giờ vẫn chưa, vẫn tiếp tục ăn. Ăn nữa không? Ăn đi. Không ăn nữa hả? Má ơi, tới phút cuối nó bỏ. Mẹ ăn hóa bự này đi Như. Mà nó chưa có lọc mặt. Tao hả? Có miếng ớt kìa má. Chắc tao nại banh cái sầu ben này cũng chưa ra nữa. Rồi, gãy tao, đưa tao cái muỗng. Cái muỗng này nè. Trả về lại má ơi. Vậy hả? Ờ. Được nhắm. Đưa cho tao coi. Cái muỗng hơi dày mày ơi, cái muỗng hơi dày. Mày làm sao chút sức cái móng tay tao không đền. Cái ốc này nó làm sao á. Nó không cho mày ăn á. Ngon lắm mà mày. Không, nó bị mắc kẹt cái mày rồi. Cái vỏ nó bự, nó dính khúc không trên này phải, rồi. Không phải mắc kẹt mà nó còn dính vô nè. Má ơi, nó còn dính sát con ốc ở đây nè má. Không. Đợi tao đi lấy cái khác bự nại nè.
Được rồi nè má. Đây nè, nó dính cái mày nè. Đây tao chọc cái không nè. Đó. Đuột nhắm. Chết mẹ thôi. Chết bà rồi. Mẹ lên Nhi. Nè. Đó. Chín chưa? Chín rồi. Mà nó không ra. Ê con ốc này nó bị chai rồi mày ơi. Mày phải lấy thêm một cái tâm nữa. Thôi mẹ ê con ốc này thôi nó còn dính sình kìa như ơi bỏ đi. Ừ. Ăn tối ỉa chết. Tại vì mày không lấy cái mày nó ra được mày chà. Hồi nãy tao đâu có lấy được đâu. Nè thì đó. Ôi. Ê, mà không chắc mày còn sống quá thấy nó còn trong trong kìa. Ôi con ốc nè má ơi. Tại kiếm mấy con này ăn không có nè. Chín chưa bà nội? Thôi đừng ăn. Còn sình đây nè. Còn sống phải không? Thôi bỏ đi. Từ bỏ để lỡ bỏ mà. Mười mấy con rồi bỏ thêm con nữa có sao đâu. Con này hả? Thôi thì để đi chút dĩ về mình lén mình lấm chứ gì. Má mày thèm đến vậy luôn á hả con điên. Ờ dĩ về mình lén mình ăn thôi chứ không có gì. Mày ăn mà mày ỉa chứ tao đâu ỉa đâu tao sợ. À đây còn con mini nè ăn đỡ đi. Thôi đây cái đấm nè. Con ốc Nhung. Nhung một chó gì mà. Mày mày ố dè quá Như ơi. Xin lỗi bạn mình hơi ố dè chút. Mày ố dè quá. Ăn luôn mày. Nè, nó cũng trắng trắng nè, cơ đẻ nó bị trắng má ơi. Nhưng mà tao nói cái con kia nó còn sình kìa. Mày muốn ăn thì mày bỏ họng mày ăn đi. Mày cứ nấu hoài cho con quỷ. Tao muốn giọng. Giọng vô cho tao. Cát không mày ơi. Hơi cát. Còn mấy con ăn hết luôn đi nha. Ok bạn. Bây giờ mình với Di kết thúc video nha bạn. Đây là cái sụt 7 phút mấy mình không có cắt ra nè. Chút mà nó không có lưu thì cái video này không có lên. Mà cái video nó có lưu thì các bạn coi được tới phút này. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye đi. Bye bye. Bye có nhiệt tình vô dễ thương thôi. Bye bye dễ thương thôi. Bye bye. Bye. Bye bye con chú đi con. Xin chào con chú. Bye bye con chú như giờ xin chào cái gì. Giờ là bye bye. Bye bye cô chú. Bye bye mấy bạn. Yeah yeah yeah.